Hi, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Evelyn Tarot Mình là Evelyn, là một Tarot Reader Mình đem đến cho các bạn những chủ đề thú vị Thông qua những cho bài Tarot và Oracle Nhằm hướng các bạn có những suy nghĩ tích cực và lạc quan trong cuộc sống Đồng thời có niềm tin sâu sắc vào vũ trụ và có đấng bảo hộ thiên liêng Và hôm nay một cái chủ đề mới của chúng ta sẽ là Có ai đang làm điều ám muội sau lưng bạn lúc này hay không? Và đây những cho bài chung mang nguồn năng lượng chung của nhiều người Mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở Và chỉ nhận những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha Và hôm nay mình có 3 lá bài tượng trưng cho ba tụ bài Đây là tụ 1 Tụ 2 Tụ 3 Rồi mình xin mời các bạn cùng chọn tụ Và bây giờ mình xin đến với các bạn tụ 1 Hai xin chào các bạn tuần 1. Bây giờ chúng ta sẽ cùng liên kết năng lượng các bạn tuần 1 để xem coi có ai đang làm điều ám muội sau lưng bạn lúc này hay không và đây là những cho bài chung mang nguồn năng lượng chung của nhiều người. Mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở và chỉ nhờ những thông tin nào có liên kết với bạn ơi ha. Rồi, mình xin liên kết năng lượng với các bạn tuần 1. các bạn tuổi một là những người sống rất là nguyên tắc rất là lực lệ rất là kỹ cương và trật tự các bạn rất là yêu thương gia đình và cha mẹ của mình và ngoài ra mình thấy các bạn không có thích bon chen với cuộc sống ha các bạn muốn đi theo cái con đường lý tưởng riêng à, và các bạn có thể là một người cũng sống khá là um, trầm lặng không có thích uh, giao du tiếp xúc quá nhiều người hoặc là có thể là bạn cũng không có quá nhiều cái mối liên hệ trong cuộc sống các bạn là những người có một cái tiêu chuẩn riêng và các bạn cũng là một người bạn rất là đáng tin cậy đó và trong cuộc sống của bạn hiện tại có thể là bạn đang có những cái vấn đề về khó khăn về tài chính hoặc là sức khỏe không được tốt hoặc đang có những cái bi quan những cái tiêu cực gì đó về vấn đề gọi là cô đơn lạc lõng trong cuộc sống ừ. một số bạn ở đây có thể là bạn đang trong cái giai đoạn rời khỏi công việc cũ rời khỏi cái nơi ăn chống ở cũ hoặc là bạn rất là muốn rời khỏi những cái điều gọi là mù mịt trong cuộc sống của mình ở hiện tại ừ các bạn rất là mong muốn gọi là có tiền hoặc là đảm bảo mọi thứ có sự an toàn và dạo gần đây là mình thấy các bạn trở nên rất là tiêu cực đó. thất vọng chán nản không có còn quá nhiều niềm tin vào cuộc sống nữa thậm chí một số bạn các bạn đã mất đi cái niềm tin vào ân trên bởi vì có thể là bạn đang hứng chịu ha, khá là nhiều những cái điều tiêu cực trong cuộc sống của mình thời điểm này thì các bạn được khuyến khích là đừng có quá trở nên bi quan cái thời cái điểm khó khăn của các bạn nó cũng sẽ qua mau ha việc của các bạn là bây giờ phải giữ vững tinh thần và giữ vững cái sức sống của mình để chào đón một cái thời điểm tốt hơn đang đến đây để hỏi coi có ai làm điều ám mùi sau lưng bạn hay không thì mình thấy có hai hai người hoặc là bốn người nha một người mang năng lượng nam có tiền có bạc ha. có cái vị thế vững chắc trong cuộc sống ừ. có khả năng gọi là giỏi về kinh doanh và một người mang năng lượng nam nữa thì đây là một người trẻ tuổi năng động nhiệt tình sôi nổi ừ. nhưng mà có sự gọi là cả thèm chống chán và hai người nữa là những cái người gọi là uh, trẻ trung hoặc là những cái người bạn mới quen ừ. những cái người này thì mình thấy có thể là họ đang trong cái giai đoạn mới phát triển cái uh, hành trình cuộc sống của mình thôi à, thì uh, mình thấy có bốn đối tượng à, ngoài ra có một số bạn có thể là những cái người này họ trong gia đình hoặc là những cái người ở trong cái cộng đồng một trong một cái uh, tập thể nào đó của các bạn nha và ngoài ra có thể một trong họ một trong số họ đã có gia đình rồi ừ. có thể có những người làm trong lĩnh vực tài chính ừ. tiền tệ ngân hàng gì đó vân vân thì họ làm gì các bạn ở đây mình thấy là có những cái người họ sẽ có một cái sự đưa ra những cái hợp tác hợp đồng gì đó với các bạn ha hoặc là đưa ra những cái lời mời lời chào gọi các bạn gọi là ký kết hợp đồng giấy tờ với họ à, hoặc là muốn có sự gọi là kết hợp làm bạn bè kết giao trong cộng đồng vân vân ừ. muốn làm thân làm quen với các bạn đó tuy nhiên thì có thể họ sẽ mang cho bạn cái gánh nặng rất là nhiều có thể cái sự hợp tác này nó sẽ không thành công hoặc là bạn sẽ phải gọi là chật vật hoặc là có khó có sự khó khó khăn về mặt tài chính hoặc thậm chí là tiền bạc của bạn có sự mất mát ừ ngoài ra thậm chí có một số bạn có thể là đẩy bạn sang gọi là cái giai đoạn bế tắc kiệt sức và bạn phải rồi bắt đầu một cái con đường mới trong cuộc sống của các bạn đó và cho nên là khi mà bạn có một cái sự giao tiếp giao du với những người này các bạn hết sức bình tĩnh cẩn thận chứ đừng có gọt vội vàng tin ai hết và cũng đừng có vội vàng bộc phát làm những cái điều mà mình gọi là chưa kị, chưa tìm hiểu kỹ bởi vì có thể là họ sẽ đưa ra cho bạn những cái sự gọi là những cái món hời những khoản lợi nhuận cao hoặc là những cái phần thưởng nào đó lúc đầu họ sẽ rất là nhẹ nhàng nhân ái với các bạn nhưng sau đó có thể là họ sẽ khiến cho bạn có sự đau lòng bởi vì có thể là họ sẽ lợi dụng qua cái sự giao giao tiếp sự quen biết nhau rồi có thể sẽ có một cái sự gọi là khiến cho bạn cảm thấy rất là căng thẳng áp lực và mình thấy có thể là những cái khó khăn là bạn sẽ tự ôm vào mình và họ có một cái sự thảnh thơi ở đây Ừ, thảnh thơ thậm chí có sự cao chạy xa bay nữa Cho nên là hãy cẩn thận ừ. Hoặc là có thể có những cái vài người á, Họ có một sự gọi là âm thầm bình luận Hoặc là họ lên trang mạng của bạn Có sự bình luận nói xấu các bạn hay gì đó Phê bình chỉ trích gì đó ừ. Trên mạng xã hội à, Hoặc là có những cuộc gọi điện lừa đảo vân vân Nói chung là mình thấy là như vậy Họ sẽ dùng lời ăn tiếng nói ha, Hoặc là họ sẽ dùng những cái kế hoạch gì đó Để có thể chiêu dụ các bạn À, để bạn có thể làm đường lỡ bước ừ. các bạn sẽ có một cái sự gọi là tin tưởng ha những cái người này mình thấy có một người có tài chính rất là an toàn hoặc là họ có khả năng gọi là thể hiện bên ngoài là một người rất là giàu có và đủ đầy á cho nên là họ sẽ khiến cho bạn cảm thấy tin tưởng ha. và ừ, có một cái sự hợp tác với họ từ đó các bạn càng gọi là đi sâu đi lúng sâu vào thì có khó, khả năng là khó khó có thể thoát ra được hoặc thậm chí khả năng mất hết. hoặc à. có một vài bạn ở đây thì mình thấy các bạn nên cân nhắc kỹ lưỡng, à, đừng có vội vàng kiểu như là người ta mời bạn ăn uống uống nước, à, cẩn thận với những cái chiêu thức như là bù ngải, à, hoặc là ngải nghe, à, lừa đảo rất là tinh vi. cho nên các bạn hết sức cẩn trọng với những người muốn hợp tác hoặc à, thậm chí là trong tình cảm nữa đó. À một số bạn là cẩn thận với những cái người kết nối tình cảm để tránh bị tổn thương hoặc là lừa tình lừa tiền ở đây. À, một vài bạn có khả năng sẽ vướng vấp vào pháp lý. Nếu như bạn có sự kết nối với những người này, đừng để họ chiêu dụ các bạn, thao túng các bạn, thậm chí có khả năng là rơi vào vòng lao lý pháp luật ở đây nữa. À, hoặc là những cái người gọi là um, có thể họ hứa hẹn cho bạn mượn tiền hay sau đó nhưng mà có khả năng là lãi cao và bạn trả hoài trả không hết á cẩn thận với những chiêu thức này ha nói chung là mình thấy là có câu nói tham thì thăm cho nên các bạn đừng để người khác lợi dụng cái điều này ha nó ảnh hưởng đến cuộc sống hoặc là cái sự tự do các bạn khiến cho bạn bị ràng buộc bạn không có thể thoát ra khỏi được ha thậm chí có một số người họ lợi dụng cái danh tiếng hoặc là cái điều gì đó mà bạn đang sở hữu rồi khi mà họ cùng nhau với bạn xây dựng cái nền tảng vững chắc rồi họ sẽ có thể là sẽ đẩy các bạn ra đấy à, là như vậy. Một vài bạn ở đây các bạn làm chủ thì mình thấy các bạn cũng uh, kỹ lưỡng uh, vấn đề gọi là kiểm tra kiểm soát nhân viên bởi vì cẩn thận cái vấn đề về tài chính á, um, kiểm tra những cái vấn đề mà liên quan đến tài chính hoặc là kiểm kê lại mọi thứ để không có sự gọi là bị rút ruột hoặc là bị gọi là rò rỉ thông tin hoặc là tài liệu hoặc là tiền bạc ở đây. À, cẩn tắc thì vô ái nói, ha. đừng vội tin người quá đáng ừ thì mình thấy là như vậy nha và cái ảnh hưởng mà mình thấy bạn bị nặng nề nhất đó là cái vấn đề về tài chính nè. ừ, tiền bạc hoặc là có khả năng là sức khỏe à, hoặc là công việc nó không có được hanh thông thuận lợi ngoài ra thì mình thấy thậm chí khả năng là có những người họ muốn đẩy bạn đi xa kiểu như làm chung một công ty và có sự cạnh tranh nào đó À, bằng mặt không bằng lòng á ừ, nhưng mà có thể có sự gọi là quan sát và tìm những lỗi sai của bạn để có thể khiến cho bạn trở nên bị à, áp lực hoặc là bạn gọi là làm sai việc ha, bị khiển trách rồi có một cái sự phải uh, ra đi phải cuốn gói ra đi kiểu vậy hoặc một số bạn là những cái người này là những người thân cận ở gần hàng xóm chẳng hạn họ nói ra những lời nói kêu căng ngạo mạn chỉ trích nói xấu các bạn các bạn có sự gọi là chán nản rồi các bạn có một sự gọi là chuyển nhà chuyển chỗ ở mình thấy là như vậy ừ. và nói chung là khi mà các bạn uh, kết giao với một ai đó thì mình thấy các bạn cũng không nên gọi là tiết lộ quá nhiều thông tin tin tức của mình uh, những cái bí mật của mình để ông thôi người ta sẽ dùng đó để có thể gọi là uh, nói xấu các bạn uh, chỉ trích các bạn hoặc là uh, bán thông tin của các bạn uh, mình thấy là như vậy mình thấy ở Thái Lan là những người này họ sẽ rất là thân quen họ khiến cho bạn đau lòng tổn thương bằng lời nói hoặc cách ứng xử cách hành động của họ Và hậu quả của những người này khi mà hãm hại bạn đó là uh, họ gieo gì thì về họ gặp đó thôi uh, Họ trao cho bạn những khó khăn uh, hoặc là những cái sự gọi là lừa đảo lợi dụng Thì sau này họ cũng sẽ bị mờ, bị lừa hết tất cả những cái điều đó Ngoài ra thì có thể là sự Phật từ sự thật sẽ được phơi bài uh, Những người này có thể là họ cũng phải sẽ trả một cái giá khá là đắt cho những gì mà họ um, đã uh, đem đến cho các bạn là đó có thể là tài chính của họ nó sẽ bị cạn kiệt ha? hoặc là tiền bạc của họ, cuộc sống của họ luôn đòi hỏi họ phải gọi là tốn tiền cho nhiều điều nói chung là họ lấy tiền từ bạn rồi họ cũng phải trả lại chứ họ không có thể giữ được ha? tiền đó không có giữ được. Ừ. Ngoài ra những người này có thể họ sẽ có những cái vấn đề mà liên quan đến xe cộ đó, tai nạn giao thông hoặc là uh, họ gặp những cái điều gì đó mà Um, họ không xử lý được hoặc là cái người này những cái người này họ có quá nhiều những cái sự tham sân si hoặc tham vật chất thì họ sẽ bị cái vấn đề đó uh, quật ngược lại họ mình thấy là như vậy hoặc uh, nhiều khi có một cái sự gọi là tương lai sau này cuộc sống của họ thế là họ sẽ um, có một cái sự dậm chân tại chỗ hoặc là họ bị mất đi cái khả năng làm chủ um, hơi ngơ ngơ ngẩn ngẩn À uh, và không có tập trung làm được cái điều gì hết ừ. thậm chí là rơi vào vòng lao lý ha mình thấy là như vậy và người đang làm trời đang nhìn ha vũ trụ có sự gọi là quan sát hết tất cả mọi việc việc của các bạn là hãy có một cái sự tỉnh táo cẩn trọng để vượt qua được những cái bài học này à, nhìn rõ nhìn sâu để không có bị gọi là người khác gọi là chiêu dụ ừ. đây mình thấy những người này họ có khả năng là sẽ cuộc sống họ sẽ trở nên bị đau ha rồi có khả năng mất đi cái khả năng thị lực hoặc là mất đi cái tầm nhìn ừ. ở đây một số bạn các bạn nếu mà tỉnh táo các bạn sẽ vượt qua được hoặc một số bạn các bạn đã bị rồi á thì mình thấy có thể là các bạn sẽ có một cái sự hơi bị chạm đáy, có những cái sự gọi là đa nghi hơn, không có còn tin tưởng vào người khác nữa và các bạn có sự cân bằng vào cuộc sống hơn, các bạn biết tỉnh táo để lựa chọn và biết gọi là tập trung những gì thật sự quan trọng. Các bạn có những cái vấn đề bí bách về tiền bạc, tuy nhiên thì mình thấy là sẽ có nhiều cơ hội đến với các bạn để các bạn có thể mở rộng cuộc sống của mình một số bạn ở đây thì mình thấy có thể là khi mà bạn gọi là đi sai đường sai hướng gì đó thì bạn sẽ có khả năng gọi là quay đầu lại và tìm ra một con đường khác và mình thấy các bạn sẽ có một cái sự chuyển hướng thay đổi hoàn toàn cuộc sống hoặc thay đổi chỗ ở hoặc là có một cái sự hướng tới một cái tương lai tốt đẹp hơn ừ, mọi thứ nó sẽ suôn sẻ êm ái thuận lợi thậm chí các bạn có thể là có cơ hội phát triển bản thân kỹ năng của mình để tạo ra nhiều cái nguồn thu nhập khác nhau mình thấy là như vậy à. trong cái khó nó lót cái khô à. và mình thấy các bạn trở nên thông thái, thông tuệ và các bạn có thể giác ngộ ra rất là nhiều điều những bài học trong cuộc sống. Và từ đó thì bạn cũng sẽ dùng đó, những cái kinh nghiệm đó để bạn có thể chia sẻ cho đi, giúp đỡ cho người khác không có không có bị gọi là thao túng, bị ảnh hưởng giống như bạn. Ừ. Và mình thấy có thể là bạn cũng khoảng mất một khoảng thời gian cỡ chừng 3 tháng hoặc là 6 tháng mới bạn mới có thể khôi phục lại cái cuộc sống của các bạn nó nó suôn sẻ, nó thuận lợi, nó phát triển. Ừ. Ở đây mình thấy có một thông điệp dành cho các bạn là bạn đã tạo ra cái tình huống này và bạn có quyền để có thể thay đổi nó ha. Bạn là một người sáng tạo đầy quyền năng và được tạo theo hình ảnh giống đấng tạo hóa thần thánh. Và bạn không phải là nạn nhân thụ động, bạn có quyền và kỹ năng để có thể vượt lên trên và thay đổi mọi thứ trong cái tình huống và cái mối quan hệ. Tuy nhiên chừng nào bạn còn đổ lỗi cho người khác và tin rằng họ đang kiểm soát bạn thì bạn vẫn còn mắc kẹt. Nhưng bằng cách các bạn kêu cầu vũ trụ và thiên thần Michael sau đó chịu trách nhiệm cho sự hướng dẫn của À, bạn thì bạn có thể thay đổi mọi thứ theo những cách kỳ diệu đừng đổ lỗi bản thân ha. viết ra danh sách các bước hành động và sau đó thực hiện một hoặc là nhiều bước mỗi ngày ừ. à, và bạn có một ước mơ gì đó muốn trở thành sự thật thì các bạn phải thực hiện Với hành động từng bước để biến ước mơ trở thành sự thật à, và cho phép bản thân của mình thực hiện những cái thay đổi lành mạnh trong cuộc sống ừ. và vũ trụ sẽ tạo sự bình an và ban phước lành cho bạn nếu như bạn có một sự gọi là được khai sáng, các bạn có sự tỉnh táo hơn và có sự tập trung vào việc của mình, như phát triển cái tương lai mà bạn mong muốn, và có sự gọi là ngừng đổ lỗi, không có tập trung vào những cái oán giận, có một cái sự gọi là buông bỏ tha thứ, quên đi và tập trung chính yếu vào cái việc của bạn, thì mình thấy tương lai của bạn sẽ có sự khôi phục lại, mọi thứ nó sẽ gọi là tốt đẹp trở lại, để bạn có thể bước vào cái không gian mới, sự phát triển mới, con đường mới hoàn toàn ở đây mình thấy các bạn có được cái trực giác ha, đang cố gắng uh, gọi là truyền thông điệp gì đó cho các bạn nhưng mà một số bạn các bạn đã cố gắng phớt lờ nó ừ. hoặc là bạn gạt nó sang một bên à. và cái cảm giác này nó thôi thúc bạn thành thật với chính mình và thiên thần michael muốn nói rằng hãy đối mặt với sự thật bởi vì nó sẽ, nó sẽ có tác dụng chữa lành và nó sẽ cho bạn phương hướng và hướng dẫn mà bạn đang tìm kiếm các bạn đang cố gắng phớt lờ sự thôi thúc bên trong mình vì bạn lo lắng về cái việc thay đổi cuộc sống thì thiên thần Michael muốn trấn an bạn rằng ha ngài đang hướng dẫn bạn và đảm bảo rằng cái nhu cầu của bạn sẽ được đáp ứng và các mối quan hệ của bạn sẽ luôn lành mạnh các bạn được khuyến khích hãy chữa lành rồi bỏ những tình huống không lành mạnh à, hãy luôn đòi hỏi là đối mặt với nỗi sợ hãi của mình và luôn giữ cái suy nghĩ yêu thương về bản thân và tình huống mà bạn gặp phải ngoài ra một số bạn là có trực giác mách bảo có gì gì thôi thúc hoặc là khiến bạn cảm thấy bức rất khó chịu và bạn phải tin tưởng vào trực giác của bạn đôi khi nó sẽ giúp cho bạn uh, giải phóng hoặc là thoát được một cái uh, cạm bẫy nào đó và ở đây thì cái lời cầu nguyện nó sẽ cải thiện được mọi tình huống trong khi lo lắng thì ngược lại ha cầu nguyện nó có tác dụng bởi vì nó cho phép vũ trụ và các thiên thần đưa ra sự trợ giúp à, và các ngài chỉ có thể giúp cho các bạn khi mà các bạn có một cái sự niềm tin à, các bạn có quyền tự do ý chí À, cho nên là khi nào mà bạn có một cái sự mở cửa chào đón thì các ngài mới có thể bước vào. Uhm. Mặc dù đôi khi các lời cầu nguyện của bạn có thể được đáp lại khác với mong đợi của các bạn, nhưng mà bạn hãy yên tâm rằng bạn đang được lắng nghe à, và ơn trên biết được những cái giải pháp hoàn hảo cho tất cả những người có liên quan. Vì vậy cái vai trò của bạn là hãy cầu xin sự giúp đỡ và sau đó làm theo hướng dẫn được đưa ra. Vũ trụ và các thiên thần của các bạn chịu trách nhiệm. Về cái việc là cầu nguyện của bạn được đáp lại như thế này Và điều này thường theo những cách khéo léo ha, Vượt quá khả năng nhận biết của các bạn uhm. Một số bạn ở đây các bạn được khuyến khích Hãy có một sự càng nhiều người cầu nguyện càng tốt Kết nối với một nhóm cộng đồng nào đó để cầu nguyện Hoặc là kết nối với gia đình của mình cùng cầu nguyện cho mục tiêu chung Trao những cái lo lắng và sợ hãi của bạn cho vũ trụ và các thiên thần Hãy có niềm tin à, Và bạn có lý do chính đáng để hy vọng Ừ, và hãy cởi mở với những giải pháp khác có thể gọi là uh, nó không có đúng như mong đợi các bạn nhưng nó lại dẫn đến một cái con đường phù hợp nhất cho các bạn ừ. ở đây mình thấy các bạn được ơn cho anh ban cho các bạn sức mạnh sự kiên vững sự mạnh mẽ sự cứng cỏi để vượt qua những cái bế tắc những khó khăn những trở ngại à, và quét sạch những cái ký ức đau buồn hoặc là những cái quá khứ nào đó tổn hại nữa các bạn để vững mạnh hiên ngang tạo dựng một cái cuộc sống riêng hoặc là một cái đế chế mới mà bạn sẽ có thể dựng chắc và phát triển à, những cái gì mà họ gây ra cho các bạn về tiền bạc về lời ăn tiếng nói về cách ứng xử về cách gọi là chỉ trích phê bình là họ sẽ gặp lại hết tất cả những cái điều đó à, cho nên là bạn không cần phải lo lắng về vấn đề có công bằng hay không mà bạn hãy tập trung vào việc à, thuận theo tự nhiên và thay đổi cuộc sống của mình bởi vì bạn là một người À, giống như một tác giả hoặc là một đạo diễn bạn có thể gọi là viết lên cái kịch bản và cuộc sống của các bạn theo cái hướng mà bạn mong muốn ừ, và với sự trợ giúp vũ trụ vũ trụ sẽ ban cho bạn một cuộc sống mà tốt nhất phục vụ cho lợi ích cao nhất của các bạn ha, cho nên đừng nản lòng ừ. rồi mình xin kết thúc các bạn tụ 1 ở đây nếu các bạn yêu quý kênh hãy đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất từ mình nha xin chào các bạn Hi, xin chào các bạn tụ 2 bây giờ chúng ta sẽ cùng liên kết năng lượng các bạn tụ 2 để xem coi Ừ, có ai đang làm điều ám mùi hãm hại sau lưng bạn hay không thì đây là một cái trải bài chung mang nguồn năng lượng chung của nhiều người mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở và chia nhận những thông tin nào có liên kết với bạn ơi ha rồi mình xin liên kết năng lượng với các bạn tụ hai Các bạn tù hai các bạn vừa mới rời khỏi một cái tình huống nào đó khiến bạn cảm thấy khá là tiêu cực hoặc là bạn đã uh, gây dựng một cái điều gì đó rất là lâu năm và các bạn cũng có những thành quả nhưng mà cuối cùng là phải rời đi. Có thể là chuyển nhà, chuyển chỗ ở hoặc là rời công việc cũ hoặc là rời một cái tình yêu gì đó cũng xây dựng khá là uh, lâu rồi ha. Các bạn đã nỗ lực rất là nhiều nhưng mà cuối cùng thì có thể là um, các bạn không có được cái sự trọn vẹn các bạn là những người có rất là nhiều những mơ ước những khát khao ha rất là mong cầu nhiều thứ ừ. và các bạn cũng là một người rất là sáng tạo dạo gần đây một số bạn có thể là bạn cũng rất là đam mê ăn uống rồi đó và mình thấy các bạn đang trong cái thời điểm gọi là bước vào cái giai đoạn gọi là đổi mới cuộc sống có những cái điều gì đó mới hoặc là một cái hành trình mới một cái sự bắt đầu lại từ đầu kiểu vậy ừ giống như những cái thành quả gì đó gây dựng nó là có một cái sự đổ sông đổ biển hoặc là bạn phải bắt đầu lại một cái gì gì đó mới mẻ hơn. Ừ. đây mình thấy các bạn cũng rất là chăm chỉ nỗ lực kiếm tiền ha là những cái người gọi là rất là siêng năng ừ. và có sự tỉ mỉ cầu toàn khôn ngoan và ngoài ra các bạn cũng có thể là sẽ chiến thắng được cái hoàn cảnh hiện tại hoặc là bạn sắp có những cái thắng lợi thành công gì đó đang đến và những cái thành công các bạn cũng được rất là nhiều người ngưỡng mộ, ha, trân trọng và có sự gọi là noi theo và một số bạn ở đây các bạn đang mất tập trung, các bạn đang gọi là phân tâm tư tưởng, suy nghĩ rất là nhiều điều hoặc có rất là nhiều tình huống ở bên ngoài nó ảnh hưởng đến cái sự tập trung các bạn vào cái điều bạn muốn nha, cho nên là cần phải hạn chế bị ảnh hưởng bởi những cái nguồn năng lượng khắc nghiệt, à, những cái tin tức hoặc là những cái sự tiêu cực ảnh hưởng đến bản thân của mình rồi để mình xem có ai đang ám hại ám đầm điều ám muội sau lưng các bạn hay không. Có nha. <laughs> ở đây mình thấy có thể là có ừ. mà toàn là những cái người giỏi thôi ừ. có thể là bạn cũng giỏi đó bạn cũng là một người thành công á ừ. có thể cái người này họ trong một cái cộng đồng hoặc là trong một cái cơ quan tổ chức gì đó các bạn họ có một cái sự gọi là hoặc là trong một cái lĩnh vực chung với các bạn đó, chung ngành nghề chung lĩnh vực hoặc có khả năng là một số bạn là các bạn đi theo con đường tinh thần thì cũng có cái người ở trong cái lĩnh vực đó họ có sự gờ gánh tị đố kỵ khó chịu hoặc là rất là muốn triệt hạ các bạn nha ở đây thì mình thấy cái đối tượng đó là một cái người hai người lượng hai người hoặc là ba người à, người thứ nhất thì mình thấy đây là một người họ mang năng lượng nam có thể là họ cũng mạnh mẽ hoặc cái người này có thể là lớn tuổi rồi và họ là một người cũng uh, ha, giỏi ăn nói nè một người có tài lãnh đạo rồi cũng có nhiều ý tưởng sự sáng tạo trong cuộc sống trong công việc uhm. một người có chức có quyền ha tuy nhiên có thể là họ hơi kiêu căng ngạo mạn một chút họ luôn cho rằng mình là người đúng đắn à ngoài ra còn có một cái người mang năng lượng nữ đây là một người cũng có tiền có bạc làm ra tài chính an toàn cũng là một người sống truyền thống uhm. khá là tôi khá là có một cái sự gọi đầy đặn hơi to con một chút và người này có thể là họ cũng giống như cái người kia thấy tính cũng có sự kiêu căng cũng là một người có thứ sự cạnh tranh với các bạn đó thấy hai người ừ. và cái người nữ này thì có thể là có làn da khá là đẹp và khuôn mặt rất là tròn trịa ừ. và một người thứ ba là một cái người mình thấy có thể là họ giống như là một pháp sư vậy đó hoặc là họ có khả năng được người khác mướn à. hoặc là họ làm theo con đường pháp sư ừ người gọi là cũng tiên uh, đoán bói toán gì đó cái người này thì mình thấy họ cũng uh, uh, có thâm niên khá là lâu rồi à, cái người này nói chung là họ có khả năng làm những cái điều gì đó liên quan đến tâm linh à, thì mình thấy là có những cái đối tượng này có thể có những cái người họ dùng những chiêu thức gì đó để khiến cho cái công việc của bạn nó chắc trở Nó không thành công, nó cứ có sự cạnh tranh Hoặc là luôn có những cái sự khiến cho bạn cảm thấy khó chịu, mệt mỏi, hối tiếc, hối hận gì đó ở đây Hoặc khiến cho bạn bị mất ngủ à. Có đối tượng, có có có, có tiểu nhân ha. Mình thấy ở đây mà, có bảy kiếm nè Ừ, thậm chí có thể là có một cái sự hãm hại sau lưng ha, hãm hại âm thầm không có nói ra ừ thậm chí là có khả năng là đeo mặt nạ nữa có thể là họ sẽ dùng những cái lời nói ảnh hưởng đến tinh thần các bạn những cái bình luận uh, những cái sự gọi là tiêu cực chỉ trích các bạn hoặc là có thể là họ sẽ ảnh hưởng đến bạn trong cái um, vấn đề uh, thi đấu thi đua gì đó ừ hoặc đây là những người cạnh tranh trong cái sự nghiệp của các bạn nữa đó và những người này thì có khả năng họ cũng bị mất ngủ triền miên nha đây những người này mình thấy họ có sự âm thầm lặng lẽ theo dõi quan sát các bạn à, à, họ hại gì các bạn thì mình thấy là những cái người này thì có thể là họ đố kỵ ở các bạn là bạn rất là tỏa sáng, bạn rất là được nhiều người quan tâm hoặc là bạn là một người rất là cứng cỏi mạnh mẽ hoặc là bạn đang trên đà phát triển, bạn có kiến thức sâu rộng à, và họ có sự gọi là hơi đố kỵ về cái kiến thức mà bạn có được hoặc là cái sự gọi được nhiều người quan tâm ánh sáng của bạn à, và thậm chí có khả năng là cái những cái người này họ sẽ dùng lưỡi lời nói để có thể khiến cho bạn gọi là uh, không tin tưởng vào bản thân, uh, bị chỉ trích hoặc là họ sẽ, sẽ ảnh hưởng đến cái vấn đề tình yêu các bạn, ha, kiểu vậy. Uhm. Khiến cho tình yêu của bạn nó có sự gọi là trăn trở, trắc trở hoài, nó không có bao giờ gọi là đi đúng đường hết, không có trọn vẹn. Ngoài ra thì mình thấy khả năng là những cái người này họ còn có một cái sự gọi là những cái gì mà bạn khao khát, bạn mong muốn, bạn ấp ủ À, thì họ có thể là sẽ khiến cho nó không có nó nó không có suôn sẻ nó không có thuận lợi. Ừ. Ngoài ra thì họ có khả năng là làm cái điều gì đó để khiến cho bạn mất đi cái niềm tin mất đi cái sự tích cực, sự lạc quan trong cuộc sống. Ừ. À, và ở đây thì mình thấy có thể là có những người gọi là bằng mặt không bằng lòng đó ha bề ngoài thì rất là tốt đẹp vui vẻ với bạn nhưng mà bên ở bên trong họ thì họ không có thích à, họ có thể là luôn gọi là mong cầu bạn gọi là không thành công không thuận lợi luôn gặp trăng trở chắc trở luôn luôn gặp những cái sự gọi là khó khăn chướng ngại vật ừ. hoặc là tình yêu của bạn nó không có thẳng tiến nó cứ ngoằn ngoèo mà không có sự gọi là phát triển gì cả nói chung là một cái sự ganh đua về chức vị hoặc là về cái uh, ánh sáng sự nổi tiếng hoặc là về cái sự tiền bạc ở đây ừ. có thể cũng có những cái người uh, uh, mời gọi bạn làm ăn hợp tác nhưng mà bạn không có bạn không có cái sự gọi là thỏa thuận hoặc là bạn không có muốn kết hợp với họ hoặc là um, có thể là cái lời nói của bạn họ không có thích ha cho nên họ làm đủ cách đủ điều để khiến cho cuộc sống của bạn nó nó bế tắc hoặc nó hoang mang nó nó không có được cái sự gọi là um, phát triển khiến cho bạn đau buồn bạn tiếc nuối um. thậm chí họ có sự thao túng cái cảm xúc cái tinh thần của các bạn nữa nha một số người có khả năng là có sự lừa đảo đó à, à, lừa đảo các bạn tham gia một cái dự án nào đó À, hoặc là lừa đảo các bạn gọi là hợp tác gì đó rồi khiến cho bạn gọi là bị hối hận về cái sự hợp tác này và tiền bạc của bạn có sự hao hụt hoặc là cái thanh danh cái tiếng tâm của bạn nó sẽ bị uh, bị mờ tịch ha kiểu vậy Mình thấy là như vậy nói chung hầu như là những cái người này họ muốn bạn không có thành công muốn bạn có một cái sự gọi là không có phát triển không có được cái sự thanh thành thăng tiến trong cuộc sống hoặc là không có tiền bạc không có địa vị nói chung là như vậy họ muốn triệt tiêu các bạn hoàn toàn ở đây mình thấy có thể là những cái người này ti ti họ có hại bạn nhưng mà có thể một số bạn các bạn có sự tha thứ hoặc có họ có một cái sự quay đầu là bờ cho nên cái cái hậu quả của họ cũng có thể là được gọi là um, dứt giác ha mình thấy cái những cái người này cái hậu quả họ phải lãnh nhận đó là họ bị cái sự mất mát có thể là mất mát trong tình yêu hoặc là mất mát trong cái uh, sự nghiệp tài chính của họ nó không có trọng vẹn nó không có hoàn thành um, họ lại phải bắt đầu lại những cái mới ha kiểu vậy họ rất là tổn thương và đau đớn nói chung là họ gây cho bạn cái điều gì thì họ phải gặt hái được cái những cái điều đó quay trở về cuộc sống của họ ừ. và ngoài ra thì ở đây mình thấy là một số bạn ở đây họ càng hại các bạn nhưng mà cuộc sống của bạn sẽ không có bị bị thay đổi ha. kiểu như là bạn có thể là đôi khi bạn cũng hơi gọi là bị ảnh hưởng một chút thôi nhưng mà các bạn được bảo vệ các bạn được ân trên bảo vệ cho nên là với là bạn đồng người có một cái sự làm từ thiện nhiều nè các bạn hướng đến giá trị tích cực cho nên là bạn sẽ không bị ảnh hưởng vấn đề tiền bạc ha các bạn mất rồi các bạn lại có ha bạn được ân trên rất đủ đầy cho các bạn rồi mình thấy các bạn có được những cái sự sung túc đủ đầy dư giải về mặt tài chính và cũng được mọi người đón nhận công nhận về những cái thành tích những gì mà bạn đạt được ha các bạn luôn đứng vững à. ngoài ra thì có thể là các bạn cũng sẽ có được một cái sự giao hòa cho nên là mình thấy những cái người này nhờ bạn không có quá nhiều cái sự oán uh, giận họ thì hai bên đều được giải thoát ha kiểu vậy mà bạn có được cái tình yêu ngọt ngào với ân trên hoặc là tình yêu ngọt ngào với bản thân hoặc với bạn sẽ có được một cái tình yêu nồng thắm ngọt ngào gì đó ừ. còn những người này thì có thể là họ có rồi họ lại mất chứ họ không có được cái sự trọn vẹn giống như bạn ừ. tại do là cái gieo nhân nào được quả đó kiểu vậy sẽ có một cái sự gọi là uh, bạn trưởng thành hơn rất là nhiều ha uh, thông qua những cái khó khăn mà cái những cái người này gây ra hoặc là thông qua những bài học á uh, bạn trưởng thành hơn bạn thông thái hơn bạn tỉnh táo hơn và nhờ như vậy mà bạn có thể gọi là có được cái um, kinh nghiệm nhiều và nó những kinh nghiệm này là giúp cho bạn có thể gọi là phát triển thêm về uh, tiền tài của các bạn mọi thứ trong cuộc sống của bạn nó có sự đảm bảo nó có sự an toàn nha uh, bạn có sự gọi là đập đổ được những cái khó khăn hoặc là những cái trở ngại do những người này gây ra cho các bạn có thể họ muốn bạn gọi là không có thành công thất bại nhưng mà ơn trên đã có một cái sự triệt phá triệt tiêu hoàn toàn là làm cho những kế hoạch này nó bị tan vỡ từ tan rã nè và bạn có được cái sự gọi là đủ đầy dư giả các bạn có được cái sự bảo vệ và có sự gọi là thông dong bước vào cái cuộc sống phát triển trong cuộc sống của mình các bạn có được cảm giác hạnh phúc thỏa mãn hài lòng Ừ. Và các bạn có một cái sự gọi là bạn không cần phải làm gì hết Chỉ cần bạn tha thứ thôi ha Cái việc mà bạn tha thứ góp phần làm cho cuộc sống của bạn nó thay đổi tốt hơn Và những người này họ mau chóng có được những cái bài học riêng cho bản thân mình Đó, ha, bạn được ơn trên bảo vệ rất là nhiều Bởi vì bạn là một người làm toàn những việc tốt, đẹp Hoặc là những người gọi là có sứ mệnh Cho nên là không ai có thể gọi là gây hấn Hoặc là ảnh hưởng đến các bạn được hoặc là có thể các bạn có những cái mối quan hệ nghiệp quả nghiệp nợ gì đó với mấy người này đó cho nên họ cũng là một trong những cái người ở trong cái bài học linh hồn của các bạn họ xuất hiện để khiến cho bạn có nhiều cái khó khăn nhưng mà nhờ những khó khăn đó mà các bạn uh, lại gọi là vững chắc hơn tạo nên một cái uh, đế chế một cái tương lai nó an toàn nó phát triển hơn ừ. mà đôi khi các bạn còn phải biết ơn nhiều những cái người này nữa đó ừ. Và thậm chí có thể họ nhờ vậy mà có thể bạn cũng sẽ có được những cơ hội bất ngờ ha, phát triển về cái tương lai các bạn. Cho nên trong cuộc sống của bạn thì mình thấy các bạn đừng quá tin người, cẩn thận. đừng vội vàng tin tưởng bất kỳ ai. có chừng bị gọi là chơi đâm lén sau lưng hoặc là làm điều khuất tất bạn chỉ có thể tin bản thân và tin ân trên thôi còn những người khác thì bạn nên có sự gọi là chừng mực biết điều chỉnh và biết phòng vệ những người này có thể là họ cũng không phải là người xấu nhưng mà có thể là họ bị cám dỗ họ bị để cái bản ngã nó dẫn dắt khiến cho họ nổi lòng tham sân si và khi mà những người này họ biết thay đổi rồi á thì họ có một cái sự tu tập trở lại thì con đường của họ nó lại phát triển tinh tấn thôi ừ. và có thể họ cũng sẽ gặp phải những cái vấn đề mất mát để họ có thể thấm thía những cái bài học những cái gì mà họ đã gây ra cho các bạn à, mình thấy là như vậy ừ. và dường như có những cái khó khăn hoặc là những cái sự hãm hại gì đó thì lại giúp cho bạn có thể phát triển phát hiện ra những kỹ năng mới của mình và có sự gọi là ngày càng tăng trưởng về tài chính <laughs> mình thấy là như vậy nha nó ngược đời như vậy đó cho nên bạn không cần phải lo lắng sợ hãi cứ cầu xin ơn trên bảo vệ với các bạn cầu xin vũ trụ thiên thần michael hỗ trợ giúp sức cho các bạn bảo vệ bạn tưởng tượng mình ở trong một cái vòng tròn an toàn của ơn trên và không gì có thể gọi là ảnh hưởng đến các bạn các bạn là người được bất khả xâm phạm ừ. và đôi khi có những cái sự gọi là chống phá của những người đó nhưng mà nó lại tốt với các bạn ha. giống như là một cái tình yêu gì đó họ cầu cho bạn không thành công trong mối quan hệ đó nhưng mà họ cũng không biết rằng cái mối quan hệ đó thực sự rất là tu xíp với các bạn và họ cầu thì cái mối quan hệ đó tan vỡ nhưng nó lại là tốt cho các bạn hơn Ừ, đôi khi họ lại làm cái điều tốt cho các bạn mà họ không biết à, kiểu vậy đó ở đây có một số bạn các bạn đang nghĩ sai cho một ai đó nè cho nên là có thể bạn đang nghĩ đến một cái người nào đó ha bạn nghi ngờ họ nhưng mà thực sự là cái người này thì họ đáng tin cậy à nhưng mà nói chung là như mình nói đó mình đừng quá tin người thì bạn cũng sẽ đỡ phải tổn thương ha và cẩn thận với những người mượn tiền không trả nha ừ có những người có khả năng họ thấy bạn thành công quá ha à, có sự dư giả đủ đầy cho nên họ cũng à, muốn bạn có một cái sự gọi là à, họ mượn tiền bạn nhưng mà họ nghĩ rằng bạn sẽ à, không sao nếu như họ có sự gọi là không trả đó cho nên các bạn cũng hết sức cẩn thận ở đây thì um, như mình nói là có một cái người nào đó bạn đang nghĩ đến thì bạn có thể gọi là tin cái người này à, bởi vì mọi người thỉnh thoảng đi mắc sai lầm hoặc có những cái hành động bất kỷ nhưng nhìn chung người mà bạn đang nghĩ đến là đáng tin cậy um, họ có một cái sự gọi là hành động phù hợp theo cách yêu thương ha. ở đây một số bạn các bạn đang nghĩ đến một cái đối tượng nào đó bạn đang yêu bạn nghĩ rằng họ có sự phản bội hay gì đó các bạn thì um, mình thấy cái thiên thần có sự trấn an các bạn là không phải cái người đó à có thể năng là họ khác biệt với bạn về mọi điều nhưng mà họ có một cái sự gọi là đáng tin cậy với các bạn bạn đừng mong đợi cái người này họ hoàn hảo vì điều này gây quá nhiều áp lực cho các mối quan hệ thay vào đó bạn hãy xem và đối xử với đồng đội của bạn như cách mà bạn muốn được đối xử bạn tình yêu và lòng trắc ẩn à, và ngoài ra thì ở đây thì đừng đổ lỗi cho người khác và bày tỏ sự tức giận hoặc không tha thứ, ha. Ờ, những cái điều này không tốt. bạn để cái hãy để phó thác các thiên thần chủ lành cho những cái vấn đề à, nan giải gì đó trong cuộc sống của các bạn. ở ừ. đây thì mình thấy các bạn như mình nói là các bạn được bảo vệ nè, cho nên là những cái gì mà người ta hãm hại các bạn đều được ơn trên khai phá triệt phá dùm cho các bạn hết. Ừ. chỉ khi nào bạn có niềm tin vững chắc vào các ngày nha. và thiên thần đang bảo vệ bạn trong cái tình huống. Hoặc là trong các lĩnh vực trong cuộc sống của các bạn, bạn đang ở trong một cái giai đoạn là trở thành một cái đội nhóm với thiên thần ừ. Bạn hãy có một cái sự làm theo sự hướng dẫn mà các nhà dành cho bạn thông qua trực giác Bạn có thể gọi là đang trải qua một cái sự thay đổi lớn trong cuộc đời và đang cảm thấy dễ bị tổn thương Nhưng đây là một cái lời nhắc nhở bạn rằng thiên thần Michael luôn dõi theo bạn suốt ngày đêm ừ. Hãy bỏ đi phòng thủ trong mối quan hệ của bạn với các thiên thần À, hãy mở rộng trái tim để cho và nhận tình yêu để bạn có thể trải nghiệm được cái sự thân mật mà bạn vô cùng mong muốn và hãy là con người thật của bạn với người khác và nói với các thiên thần về cảm xúc của các bạn điều này cho phép uh, người khác hỗ trợ yêu thương bạn bao gồm có việc yêu chính con người thật của bạn và những cái nhu cầu tài chính của bạn sẽ được đáp ứng ha bạn sẽ có được những kết quả vui vẻ liên quan đến những cái vấn đề pháp lý trong thời gian tới Ừ, mà bạn có khả năng sẽ có những cái giấc ngủ ngon Và trong những giấc ngủ các bạn, các bạn được ơn trên bảo vệ Thậm chí có những cái người họ hại bạn Họ hại, họ hại một cách âm thầm lặng lẽ Thông qua giấc ngủ ha à. Và cái thiên thần nhắc, nhắc nhở các bạn là Các ngài luôn bảo vệ các bạn Thông qua cái giấc ngủ các bạn ừ. Cho nên bạn hãy cầu nguyện các ngài Vào những tối mà các bạn ngủ Cầu xin các ngài bảo vệ cho các bạn ha Các bạn không có quá nhiều những cơn ác mộng những cái nỗi lo lắng sợ hãi à, và ngoài ra thì ơn trên còn bảo vệ những người thân yêu à, cũng như những người thân yêu đang ở bên các bạn hoặc là những người thân yêu đã khuất à, đang ở trên thiên đường với các thiên thần nữa đó ừ. và ở đây các bạn được khuyên hãy nên hướng nội và lắng nghe à, có thể là cảm xúc của bạn đã chính xác à, bởi vì nó điều chỉnh theo sự thật một số cảm giác này có thể khiến bạn không thoải mái khi phải đối mặt nhưng mà nó vẫn ở bên bạn vì một cái lý do quan trọng nếu như bạn đang mâu thuẫn thì bạn hãy ngồi xuống viết ra uh, những cái điều mà bạn đang cảm thấy khó chịu ha những cái trắc trở trăn trở gì đó và khi đó thì bạn sẽ có thể là đối mặt với vấn đề của mình để có một cái tâm trí cởi mở và bạn có thể sẽ có được cái cách giải quyết phù hợp và cái trực giác của bạn cực kỳ gọi là nhạy nha, cho nên là bạn hãy tôn trọng cái tiếng nói bên trong cái trực giác của mình, nó là một cái sinh lực mạnh mẽ kết nối bạn với thần thánh. Thường thì vũ trụ các thiên thần sẽ đáp lại lời cầu nguyện của bạn và đưa ra sự hướng dẫn cho bạn thông qua cảm xúc thể chất và cảm xúc của các bạn. Bạn đừng bỏ qua, đừng phớt lờ, bởi vì có một số bạn các bạn nghĩ ừ đó chỉ là cảm giác thôi, nhưng mà thật sự đây chính là những cái lời nhắc nhở, các bạn thực và cần phải thực sự lắng nghe và cảm nhận. Và có thể một số bạn các bạn đang cảm thấy không hài lòng trong một cái tình huống nhất định nào đó thì các bạn được khuyến khích hãy thực hiện hành động để khắc phục. Ừ. Hoặc là có một ai đó họ đang cố gắng thuyết phục bạn từ bỏ những cảm giác theo một cách nhất định, ha, từ bỏ cái đam mê hoặc là từ bỏ cái lý tưởng hoặc là cái mục đích sống thiêng liêng các bạn thì bạn cần phải hết sức uh, rõ ràng để tránh bị người khác thao túng, ừ. ảnh hưởng đến cái con đường tốt đẹp đang phát triển có giá trị các bạn hãy bám sát những gì bạn biết và cảm nhận à, như một cái phong vũ biểu của bạn ừ. và hãy luôn giữ vững cái ngọn cờ chân lý trói qua tim đó hãy luôn cảm ơn thiên thần michael vì ngài đã hỗ trợ đã hướng dẫn và bảo vệ bạn khi mà bạn biết lắng nghe và hành động theo cảm xúc của mình à. bạn càng biết ơn thì bạn càng được bảo vệ nhiều hơn ha chặt chẽ hơn ngoài ra ở đây thì mình thấy có thể là bạn cũng nên có sự chú trọng trong lời ăn tiếng nói cách hành động hoặc cách ứng xử hoặc các có những cái lời khẳng định tích cực để bản thân của mình luôn thu hút được những cái điều tích cực nha ở đây có thể bạn có có thể là gửi những cái bức thư hoặc là bạn viết nên những điều bạn mong muốn cầu nguyện với ân cho nhiều hơn và những cái lời lời cầu nguyện những cái bức thư của bạn đã được gọi là đã được đọc, ha, đã được lắng nghe, đã được đem đến rồi, cho nên là các ngài luôn âm thầm giỏi theo và hỗ trợ, giúp đỡ cho các bạn. Các bạn cần phải có sự chú ý trong vấn đề giao tiếp, ăn nói, cư xử ha, để tránh đưa ra những cái lời nói, những phát ngôn không đúng, không chuẩn mực thì ảnh hưởng đến cái sự nghiệp của các bạn. Nên có một cái sự khiêm tốn và không cần phải gọi là trả đủ hay gì hết, tự khắc những cái người này sẽ bị ơn trên cho họ những cái bài học thích đáng ha, những kế hoạch của họ sẽ bị triệt tiêu hoàn toàn. Ừ, sẽ bị sụp đổ ha à, vì các bạn cứ sống tốt cứ gọi là nâng cao nâng cái tần số năng lượng để bạn luôn được con trên giỏi theo ha. hòa hợp với cái tần số của các ngài ừ. rồi mình xin kết thúc các bạn tụ hai ở đây nếu các bạn yêu quý kênh hãy đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất từ mình nha xin chào các bạn Hi, xin chào các bạn tụ 3 Bây giờ chúng ta sẽ cùng liên kết năng lượng với các bạn tụ 3 Để xem coi có ai đang hãm hại sau lưng các bạn hay không và đây những trò bài chung men nguồn năng lượng chung của nhiều người Mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở Và chỉ nhận những thông tin nào có liên kết với bạn ơi ha Rồi mình xin liên kết năng lượng với các bạn tụ 3 Các bạn tụ 3 là những người có thể có một cuộc sống khá là đủ đầy dư giả Vật chất tiền tài hoặc là có thể là bạn cũng là một người rất là biết ơn sâu sắc với những gì mà vũ trụ ban cho ngoài ra mình thấy có thể là các bạn cũng rất là mong muốn hoàn thành xong một cái điều gì đó ừ, hoặc là mong muốn cuộc sống của mình sẽ dư dả hơn đủ đầy hơn một số bạn đang trải qua một cái giai đoạn có sự bế tắc kỳ quệ hoặc là có sự bận rộn ảnh hưởng đến sức khỏe ừ, mình thấy các bạn đang ở trong một cái dòng dây gì đó mà bạn chưa có tháo gỡ được hoặc là bạn đã trải qua những giai đoạn có sự mất mát số bạn ở đây mình thấy các bạn nhìn về quá khứ quá nhiều, các bạn nên tập trung sống ở hiện tại thì nó sẽ tốt hơn. Ừ. Hiện tại mới tạo ra được cái tương lai tốt hơn. Còn quá khứ nó đã qua đi và nó không thể nào gọi là quay trở về được nữa, cho nên vì các bạn hãy quên đi và rút kinh nghiệm trong quá khứ để mình có được cái sự trưởng thành. Ở số bạn có thể bị mất tình yêu, ha hoặc là ở đây mình thấy các bạn là những người rất là mong muốn, đang ước mơ, hy vọng có một cái tình yêu chân thành, ngọt ngào, ấm áp có sự trọn vẹn và có sự kết nối lâu dài, bền chắc Hoặc gặp được cái người định mệnh của mình Nó, Mình thấy là như vậy Một số bạn ở đây khá là nổi tiếng được nhiều người biết tới, được nhiều người quan tâm ừ. Rồi, để mình xem coi à, có ai đang gọi là hãm hại sơ lưng các bạn hay không đây thì mình thấy là chắc cũng không có ai hãm hại sau lưng các bạn mà do chính bạn thôi do bạn suy nghĩ quá nhiều và bạn lo lắng hoặc là do cái tâm tư cái tâm trạng của các bạn hoặc là do chính bạn các bạn làm việc quá nhiều á ừ, nó ảnh hưởng bạn bị căng thẳng à, nó khiến cho cuộc sống của bạn trở nên gọi là bế tắc kiệt quệ kiệt sức và mỏi mệt thôi ừ. các bạn được khuyến khích hãy thuận theo tự nhiên hãy xuôi theo dòng À, rồi mọi việc nó sẽ đến nhưng mà các bạn phải kiên nhẫn và kiên trì và phải dành thời gian để nghỉ ngơi nè tịnh dưỡng là không thôi là bạn sẽ gồng mình gồng sức các bạn sẽ không các bạn là cái mục tiêu bạn đang hướng tới nhưng mà nếu như bạn không có một cái sự chăm sóc tốt thì bạn sẽ không đi được cái mục tiêu của mình đâu à, bạn phải có tính kỷ luật hơn Hoặc và có sự gọi là quyết tâm cao độ hơn nỗ lực cho cái tương lai của các bạn thì tương lai của bạn mình thấy sẽ rất là tươi sáng và rạng ngời sẽ rất là hạnh phúc trọn vẹn ừ. Uhm. À, cái người hại bạn chính là chính bạn thôi ừ hoặc là có khả năng một số bạn các bạn có sự oán trách cuộc đời à, cái định mệnh của mình nhưng mà cuộc sống của bạn đang mở ra một cái bước phát triển mới cái định mệnh mới một cuộc sống mới được mở ra với các bạn rồi vì có các bạn cứ gọi là bước vào cái cuộc sống đó và nâng niu nó ừ thấy có thể là cũng có nhiều thử thách đến với các bạn lắm ha ừ có nhiều khó khăn đến nhiều cái căng thẳng nhưng mà mình thấy bạn sẽ vượt qua được. À ở đây mình thấy các bạn đôi khi có một số bạn các bạn cứ nghĩ ừ sao cuộc sống mình bế tắc quá, có thể là cũng có rất là nhiều người hại mình hay gì đó. Nhưng mà ở đây mình thấy không có cái tác giả nào hết đâu, mà là gia bạn đó. Ừ bạn đang ở trong cái trạng thái của giai đoạn gọi là tái sinh á ừ. và cuộc sống của bạn bế tắc hay là thăng hoa là do chính bạn đó bạn chính là cái người gọi là khiến cho cuộc sống của mình tốt đẹp nếu như các bạn có thể là thời điểm này nhìn nhận lại những gì đã mất tại sao lại có những cái vấn đề như thế này nhìn nhận lại à, mình muốn gì mình cần gì và mình phải tháo gỡ điều gì để mình có thể thành công bởi vì mình thấy bạn đang tiếp cận rất là gần biến ước mơ trở thành sự thật rồi việc của bạn bây giờ là phải sống hòa nhã cân bằng ha tập trung vào những điều mình thích mình muốn và lên kế hoạch để thực hiện để hành động thì mình thấy bạn sẽ có cái chiến thắng vẻ vang à, và ngoài ra thì có thể là um, bạn cũng là một người hớm hỉnh vui vẻ và hài hước và hãy có sự gọi là trân trọng cái điều này bởi vì nó rất là quan trọng để bạn gọi là nâng cao cái sự thành công của mình à, bạn đang bước vào cái giai đoạn gọi là um, sống tốt đẹp hoặc là tạo nên được cái giá trị cho cuộc sống của các bạn đó À, ở đây thì mình thấy có thể là gia đình của các bạn là cái nơi gọi là sẽ giúp cho các bạn trở nên tinh tấn vui vẻ trở nên cái động lực để bạn có thể sống tiếp bạn bước tiếp à, ngoài ra mình thấy có thể là khi mà bạn cân bằng thì bạn sẽ có rất là nhiều cơ hội đến với mình để gia tăng tiền bạc à, đây là thời điểm mà phải biến đổi bản thân của các bạn ha một số bạn các bạn ăn nhiều rồi các bạn lên cân và bạn nghĩ có người hãm hại <laughs> không có ai hãm hại bạn hết đó là do cái cái sự gọi là thèm thèm khác, mong muốn của bạn mong muốn ăn những món ăn ngon quá nhiều cho nên bạn mới bị cái vấn đề đó thôi vì các bạn bây giờ phải nhìn nhận lại mình phải thay đổi có lối sống lành mạnh, mạnh hơn chăm chỉ tập thể dục siêng năng hơn à. ngoài ra thì mình thấy là ừ, có một số bạn là các bạn mong con thì mình thấy là bạn cần phải áp dụng cái lối sống lành mạnh, mạnh hơn tin tưởng cầu nguyện ha bạn có lá ước mơ trở thành sự thật bạn cứ cầu nguyện đi thì cái lời cầu nguyện của bạn sẽ được đáp ứng sẽ được nghe thấy sẽ được vũ trụ ân trên hướng dẫn cho các bạn hãy chăm chỉ nỗ lực làm việc hãy buông bỏ con người cũ những cái sự gọi là bế tắc một số bạn là bạn cũng rất là giỏi nhưng mà bạn chỉ ngồi ở đó bạn dòm thôi bạn không có muốn phát triển gì hết hoặc là bạn biết là ừ cái đó sẽ phát triển thành công trong tương lai nhưng mà bạn không có làm gì hết bạn bị rơi có giai đoạn ù lì hoặc là hơi chậm chạp hoặc là lười không muốn làm cho nên là bạn không có đạt được cái kết quả tốt đẹp và bạn cảm thấy khó chịu cảm thấy mình không có may mắn bằng người khác nhưng mà thực sự thì bạn có cơ hội để tạo nên vận may cho cuộc sống của mình nhưng mà bạn phải biết nắm bắt nó ừ. một số bạn ở đây mình thấy các bạn nên học ngoại ngữ hoặc là bạn nên học hỏi những cái um, những cái bài học hoặc là những cái cơ hội gì đó mà trên quốc tế người ta mở rộng đó, bởi vì bạn là một người có cái đầu óc rất là um, rất là gọi là biết giao lưu rồi có sự nhạy bén đó cho nên là đôi khi có thể bạn học hỏi nhiều bạn phát triển kiến thức nhiều thì nó giúp cho bạn nâng tầm bản thân bận lên ha và khi mà bạn đã có được cái tầm nhìn mà bạn còn biết hành động bạn còn biết cam kết vững chắc với điều bạn mong muốn nữa là bạn sẽ rất là thành công và thành tựu đó ừ. cho nên là đừng có sự gọi là đánh giá thấp bản thân của mình đừng nghĩ rằng mình yếu kém non kém hơn người khác ha mỗi người đều có cái hành trình riêng người ta thành công người ta cũng phải trải qua cái giai đoạn gọi là chày da tróc dãy cũng cố gắng rất là nhiều mới thành công được còn bạn các bạn cũng đang bước trên cái con đường đó Chỉ là các bạn cần phải ý chí, quyết tâm và sự kiên cường Cũng như có một cái chế độ cân bằng về công việc và sức khỏe ừ. Và khi mà bạn đã có khả năng gọi là chiến thắng được cái bản ngã của bạn Chiến thắng được cái nỗi sợ Cái sự gọi là hơi bị lười của mình rồi Thì lúc đó cuộc sống của bạn nó sẽ thắng lợi các bạn sẽ có rất là nhiều những cái chuyến đi du lịch ha một số bạn rất là khao khát được đi du lịch thì mình thấy bạn sẽ có rất là nhiều những chuyến đi du lịch hoặc là những cái sự học hỏi ở người khác à, bạn tạo nên cuộc sống riêng của mình một số bạn còn trở nên gọi là xinh đẹp đặc biệt các bạn nữ xinh đẹp quyến rũ gợi cảm hơn bởi vì bạn nắm chắc mọi thứ trong tay bạn không có còn sống phụ thuộc bất kỳ ai hết bạn tạo dân dựng nên cái thế giới riêng của các bạn và những thứ này được bảo vệ an toàn uhm ngoài ra bạn còn có thể lo cho người thân cho cha mẹ có sự gọi là báo hiếu báo đáp người thân của mình à, cho nên là thời điểm này không phải là cái sự gọi là quá trễ đâu mà đây là cái thời điểm mà bạn sẽ có được những cái sự chín chắn rõ ràng hơn trong suy nghĩ để tập trung phát triển và những cái gì mà bạn quyết tâm bạn sẽ có được cái thành quả xứng đáng nè và hãy có một cái sự gọi là cam kết với công việc của mình và có sự gọi là kiên nhẫn kiên trì đừng có nản chí và có sự cầu toàn hoặc là cẩn trọng trong từng cái chi tiết bạn làm thì bạn sẽ có rất là nhiều điều để có thể cống hiến hoặc là có được rất là nhiều những thành tựu những cái sự tán dương những cái sự thành công vinh danh gì đó của các bạn đó thậm ừ. chí có thể là bạn cũng sẽ kết hợp mà bạn có sự gọi là thu hút vào trong cuộc sống của mình một cái tình yêu nguyên vẹn một cái tình yêu trọn vẹn một cái người yêu thương bạn thật lòng hoặc là đem đến cho bạn một cái giá trị tốt đẹp gió tuần nào gặp mây tầng đó ha À, mình thấy các bạn không chỉ có được một điều bạn mong muốn mà bạn còn có được hai điều thậm à, chí một số bạn còn có khả năng mở mang phát triển sự nghiệp của các bạn mang nhiều cái nhánh để có thể thu nhập bạn gia tăng à, bạn là một người có tiềm năng lắm đó chứ không phải là một cái người yếu kém hoặc là thất bại như bạn nghĩ ở hiện tại đâu ừ. suy nghĩ của bạn sẽ tạo ra tương lai à, suy nghĩ của bạn tích cực thì bạn sẽ tạo ra cuộc sống tích cực à. À, suy nghĩ tiêu cực thì nó sẽ luôn ở trong cái trạng thái tiêu cực Ừ. các bạn cần phải uh, làm việc um, cần phải chăm chỉ uh, thì mới có thành tựu nha còn các bạn có sự bỏ bê cuộc đời ha các bạn nghĩ rằng ừ còn thời gian hoặc là thôi đã chậm đã muộn rồi thôi kệ rồi tới đâu hay tới đó để dòng đời xua uh, đưa đẩy hoặc là đợi chờ sự may mắn thì không có sự may mắn nào đến hết với một cái người mà không có hành động chỉ khi nào bạn bước một bước một thì ơn trên sẽ bước đến bạn 10 bước để có thể hỗ trợ phát triển ha, để, để bạn đạt được cái sự gọi là uh, thỏa mãn hài lòng ừ. và đừng để gọi là quá khứ nó dù dập các bạn nữa hãy quên quá khứ ha buông bỏ quá khứ buông bỏ những thói quen không tốt ừ. để hình thành một con người mới xứng đáng hơn bạn đang bước vào cái giai đoạn gọi là thiết lập lên một cái cuộc sống mà bạn gọi là mong mỏi và chờ đợi và mọi thứ nó sẽ được hoàn thành nếu như bạn cam kết với cái quá trình này ừ và um, cuộc sống bạn mà bế tắc là do chính bạn hại bạn chứ không ai hại bạn hết um, do bạn không có động lực không có ý chí không có sự quyết tâm không có sự tỉnh táo để tìm ra cái con đường cho chính mình um, hãy tận dụng thời gian của mình sức sức khỏe của mình hoặc là những gì mình đang có được để tạo nên một cuộc sống an toàn, dưỡng chắc bền vững và có sự gọi là vui tươi um. mọi thứ là do chính bạn tạo nên đôi bàn tay trắng làm nên tất cả là bạn đó ha bạn đang bước vào cái giai đoạn làm làm chủ định mệnh của mình và chiến thắng được cái con người cái lo sợ cái bản ngã của bạn mọi ước nguyện của bạn sẽ được hoàn thành ha đây cũng là lá bài chính ly đây là bài đầu star thì đây là hai lá bài liên quan đến ước nguyện cho thành sự thật và mọi thứ nó sẽ có sự trọn vẹn ha còn cái giai đoạn mà gọi là khó khăn hoặc giai đoạn gọi là nó nó thử thách nhất là cái giai đoạn giữa thôi các bạn lúc đầu có rất là nhiều sinh sự may mắn sau đó cuộc sống của bạn gặp bế tắc do các bạn đã sử dụng hết cái phước lành của mình rồi thì đã đến lúc các bạn phải tạo dựng thêm các bạn phải cố gắng có thể gọi là kiến tạo nên cái cuộc sống thiện lành hoặc là tốt đẹp hoặc là có sự dung bồi cái kiến thức của các bạn thì có thể là nó mới được sinh sôi so nảy nở nữa còn các bạn sử dụng hết các bạn không có không có dung bồi các bạn không có sự phát triển thì nó sẽ có sự cạn kiệt và ngày càng có sự gọi là bị thụt lùi ha đơn giản là như vậy còn bạn nào mà dạo gần đây mất tỉnh táo là nè, bệnh nè, mệt mỏi nè nặng nề, nè nhức lưng đau mỏi gì đó bạn nghĩ có ai hại bạn không có ai hại bạn hết trơn á là do các bạn gọi là không có chăm chút cho sức khỏe bạn làm việc hoặc bạn lo nghĩ quá nhiều hoặc bạn thức khuya quá nhiều ừ. hoặc là do cái sự thay đổi của khí hậu nó khiến bạn mệt mỏi nhức mỏi vậy thôi ừ. do suy nghĩ của bạn nó hơi mông lung nữa <laughs> chứ không có ai hại các bạn hết nha ừ. Bạn đừng để những lo lắng bất an này nó cản trở cái thành công của các bạn. Mình thấy con số 444 ở đây ha, các bạn có thể lên Google sợ con số hiên thần này. À. Một số bạn các bạn chọn luôn tụ 2 với tụ 3. một số bạn các bạn đang còn trăn trở không biết mình có đang đi đúng đường hay không không biết cuộc đời mình trên, tương lai sẽ đi về đâu nó sẽ trôi dạt như thế nào nhưng mà ở đây thiên thần nói với các bạn rằng là hãy tin tưởng ha vào cái kế hoạch thần thánh hoặc là tin tưởng vào cái thời điểm thiên liêng mọi thứ sẽ được đáp ứng nếu như các bạn biết nắm bắt cơ hội ừ. và phát triển toàn diện bản thân của các bạn hãy hướng vào cái điều tích cực nhất hướng vào cái điều bạn mong muốn trong suy nghĩ cái mong muốn trong tương lai các bạn là gì bạn hướng tới điều đó thì bạn mới có thể gọi là kiến tạo nên nó ở đây một cái sự trấn an rằng bạn có thể tin cậy vào cái người nào đó có liên quan ở đây hoặc là bạn đang nghĩ đến ai đó bởi vì mọi người đều thỉnh thoảng mắc sai lầm hoặc là có những cái hành động ích kỷ nhưng nhìn chung cái người mà bạn đang nghĩ đến cái người này họ đáng tin cậy bạn đừng mong đợi cái người này họ hoàn hảo bởi vì nó có khả năng gây ra nhiều áp lực cho cái mối quan hệ thay vào đó bạn hãy xem mà đối xử với đồng đội của bạn như cách bạn muốn được đối xử bạn tình yêu thương và lòng trắc ẩn cái ý tưởng mà bạn đang nghĩ đến này có giá trị và đáng tin cậy và ngoài ra đừng đổ lỗi cho người khác và bày tỏ sự tức giận và không tha thứ của mình cho các thiên thần để các ngài có thể giúp cho bạn có thể lại vượt qua được thay đổi được cái suy nghĩ của mình cho nên yêu thương và khi mà bạn yêu thương thì bạn sẽ thu hút được sự yêu thương sự may mắn ở đây thì các thiên thần đặc biệt thiên thần Michael và tổng lãnh thiên thần đang bảo vệ bạn và những người thân yêu các bạn kể cả gia đình bạn bè à, hoặc là những cái người đã hơn đã khuất ừ. Bạn có thể thư giãn khi biết rằng các ngài đang quan tâm đến từng chi tiết và bảo vệ bạn và những cái người thân yêu của bạn bằng mọi cách. Hãy dâng những cái lo lắng và quan tâm cho vũ trụ và các thiên thần của bạn à, về những cái nhu cầu tài chính, hoặc là nhu cầu được bảo vệ à, và một số bạn ở đây có thể là bạn sắp tới sẽ có những cái chuyến đi du lịch an toàn một số bạn có cái người thân yêu trên thiên đường để họ đang hạnh phúc và họ gửi đến cho bạn cái tình yêu ha bạn hãy nhớ rằng lo lắng là một cái hình thức à, cầu nguyện Vì vậy bạn hãy cầu nguyện cho cái điều bạn mong muốn ở đây mình thấy có thể là cả những cái người thân đã cốt của các bạn họ có sự bảo vệ các bạn nữa đó và ngoài ra là các bạn đang đi đúng đường rồi ha những suy nghĩ và hành động của bạn đang đi đúng hướng nhằm đạt được cái mục đích và sự bình yên nội tâm. Bạn đã cẩn thận nghe sự lướng hướng dẫn của mình từ bên trong và cái thiên thần hoan nghênh bạn vì đã trung thành, thương theo hướng dẫn đó. Mặc dù là bạn có thể không nhìn thấy rõ ràng những gì đang ở phía trước, nhưng cái thiên thần của bạn muốn bạn biết rằng các ngài đang hướng dẫn và bảo vệ bạn trên mọi bước đường. Hãy tiếp tục phát huy. À, đây là thời điểm tốt để bạn có thể bắt đầu một cái dự án mới, bắt đầu kinh doanh, chọn một cuốn sách hoặc là thay đổi cái lối sống tích cực hãy lắng nghe cái sự hướng dẫn bên trong của mình ngay cả khi những người khác họ không có hiểu à, thì bạn luôn biết rằng điều mình cần và điều mình muốn hoặc là điều mình cần phải thực hiện để thay đổi tốt hơn là gì hãy tin tưởng rằng bạn sẽ được hỗ trợ tài chính khi mà bạn tiến về phía trước với kế hoạch của các bạn nha ừ. hãy luôn cảm ơn các thiên thần ha vì các ngài đã luôn động viên hỗ trợ truyền cho bạn cái lòng dũng cảm sự tự tin để bạn có thể thực hiện những cái thay đổi lành mạnh trong cuộc sống của bạn ừ rồi mình xin kết thúc các bạn tụ ba ở đây nếu các bạn yêu quý kênh hãy đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất từ mình nha xin chào các bạn